không sao là được rồi. Nhìn mẹ nè Thảo, mẹ không sao à, con à. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con. Con đừng khóc, đừng khóc. Mẹ không sao, con nhìn mẹ nè. Mẹ không khóc, mẹ đâu có sao đâu, đúng không? Con để con sợ mẹ chết. Không sao, mẹ cảm ơn Thảo. Thảo yêu mẹ nhiều đúng không? Con đừng có sợ nha, nha mẹ yêu con. Con không có sao là được rồi. Con là quan trọng nhất với mẹ nha Thảo. Đáng lý hôm nay lễ mẹ phải đưa con đi chơi, nhưng mà mẹ ham công việc quá, mẹ xin lỗi Thảo. Bây giờ con muốn đi chơi đâu con nói cho mẹ nghe nào. Con muốn đi ăn kem, với lại con muốn vô công viên để chơi vòng xoay. Bây giờ mẹ cho Thảo đi ăn kem ha. Ăn kem xong rồi mình đi chơi vòng xoay công viên nha. Dạ. Nha, Thảo không có buồn nữa nha. Mẹ không có sao cả. Đó, thấy không? Mẹ đâu có sao đâu. Bây giờ mẹ đưa con đi chơi nha. Không sao đâu con. Mẹ con đi ăn kem nha. Không có khóc nữa nha.